Tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường là một căn bệnh khá nguy hiểm, lại có tốc độ phát triển rất là nhanh, nhất là ở những nước đang phát triển như là nước ta. Hiện nay thì có nhiều phương pháp và cách thức để điều trị bệnh tiểu đường. Ngoài phương pháp điều trị bằng thuốc Tây hoặc là các loại thực phẩm chức năng thì ta còn có thể áp dụng phương pháp điều trị tiểu đường bằng các cây thuốc và vị thuốc cũng có hiệu quả rất là tốt. Ưu điểm của việc sử dụng các cây thuốc, vị thuốc trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường là hiệu quả rất là cao và không gây tác dụng phụ, và chi phí thì rất là rẻ, chỉ bằng 1/5 so với việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng. Nhiều loại thì cũng rất là dễ kiếm. Sau đây thì ở video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những cây thuốc nam tốt nhất cho việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu đến các bạn cây dây thì canh. Vì sao tôi lại giới thiệu cây dây thì canh đầu tiên? Như các bạn đã biết thì có thể nói là cây dây thì canh là một cây thuốc nam giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tốt nhất hiện nay. Vị thuốc này đã trải qua hàng chục công trình nghiên cứu lớn nhỏ mang tầm cỡ quốc tế. Dây thìa canh thì nổi lên là một cây thuốc mang tính cách mạng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Cây dây thìa canh thì được phân bố và mọc nhiều ở các tỉnh miền núi nước ta. Qua các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy, cây dây thìa canh của nước ta thì cũng có tác dụng tương tự so với cây dây thìa canh đã được nghiên cứu ở Mỹ và Ấn Độ. Thực tế trong khoảng 2-3 năm trở lại đây thì cho thấy có tới 99% bệnh nhân tiểu đường đã ổn định được đường huyết nhờ sử dụng đều đặn nước sắc từ cây dây thìa canh hàng ngày. Đây là một kết quả rất là khả quan và mở ra một triển vọng mới cho những bệnh nhân bị tiểu đường ở nước ta. Thứ hai là cây giảo cổ lam, mà phải kể đến là giảo cổ lam 5 lá, loại dây nhỏ. Đây là cây thuốc nam rất là nổi tiếng nhờ vào những tác dụng quý của nó trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị được rất là nhiều căn bệnh như là bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, bệnh tim mạch, cao huyết áp, bệnh ung thư, men gan cao và máu nhiễm mỡ. Có đến hàng chục công trình nghiên cứu về cây giảo cổ lam 5 lá. Tại Việt Nam thì có công trình nghiên cứu của giáo sư Phạm Thanh Kỳ về tác dụng của cây giảo cổ lam. Trong đề tài này thì giáo sư đặc biệt chú ý đến tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết. Qua thực tế sử dụng thì đã có rất là nhiều bệnh nhân đã có tiến triển rất là khả quan khi sử dụng cây giảo cổ lam. Thứ ba là cây nở ngày đất. Cây nở ngày đất thì được phân bố và mọc nhiều ở các tỉnh miền Trung. Cây này thì mới được phát hiện gần đây. Tuy chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào về cây thuốc này, nhưng nó đã tạo ra một tiếng vang rất là lớn trong việc hiệu quả điều trị bệnh của nó. Kinh nghiệm dân gian cho thấy cây nở ngày đất thì có tác dụng trong việc phòng ngừa một số căn bệnh như sau: bệnh gút, bệnh tiểu đường và cảm sốt. Vừa rồi thì tôi vừa liệt kê cho các bạn 3 cây thuốc nam có tác dụng tốt cho việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết. Một số cây thuốc này thì cũng rất là dễ tìm. Mong rằng những thông tin này thì sẽ giúp ích cho các bạn.